Câu 1 luôn nhé. Câu 1 này. 2 cộng 3 đúng không? Đúng đi. Cả 4 này nhé. Thì số số A là 5 cộng 1. Bị nhớ chưa? Lấy cái mũi này. Cộng thêm 1. Bằng sọc. Ok chưa? Vâng. Ủa, thế là xong à? Ừ, thế thôi. Ô, cái gì mà ô? Anh bảo là cái gì không biết cứ hỏi anh. Thế này. Mẹ mình. Còn Ừ. cái trong mặt phẳng XOY cho tam giác ABC có A có thể là bằng 4 4 1, B là trừ 3 5, C là trừ 1 8. Tìm tọa độ trung điểm của AB và tìm tọa độ trọng tâm của G. Trọng tâm cao đúng Tam không? giác ABC và Biết chưa? hết rồi ạ. M thì nó bằng A cộng B trên 2 của nhóm công thức không? Vâng. Cộng vào chia đôi nào, nhầm nào, 4 cộng với âm 3 được bao nhiêu chia 2 thôi, bấm thế này cũng được này. Tí nữa mình sợ cũng thức mình bấm kia luôn, mình nhìn máy tính anh nhé. A cộng B trên 2, được chưa? Vâng. Bấm nút xe là C nào. Nó hỏi điểm A thì nhập cho anh số 4. Nhập cho anh số 4. Nó hỏi điểm B nhập cho anh số âm 3. Bằng bao nhiêu nào? 1/2 đúng không? Kịp không? Vâng. Rồi, bây giờ bấm cái con đằng sau nhá. Lại bấm CLC này, nó hỏi A nhập là số 1 đúng không em? Nhập số 1. Rồi. Vâng. B nhập số 5 bằng mấy? Bằng 3, kịp chưa? Vâng. Ok, thế còn G này. G thì nó bằng là A cộng B cộng C tất cả trên 3 nhé, ok không? Đó. Ok, thì mình sẽ bấm biểu thức vào trong máy tính nhé. A cộng B cộng C này, được không? Ok chưa? Bấm thức nào. Bấm xem là C. Nó hỏi A bằng mấy thì nhập số 4 này. Nó hỏi B bằng mấy thì nhập số âm 3 này. Nó hỏi C bằng mấy nhập số âm 1, được không nha? Ok không? Nó ra bằng mấy? Không. Đúng chưa? Đó. Lại bấm xe là C tiếp này, phần Y nhá. Nó hỏi A bằng mấy nhập số 1 này. Nó hỏi B bằng mấy nhập số 5 này. Nó hỏi C bằng mấy nhập số 8 này. Kết quả là bằng 14 phần 3, kịp không nào? Vâng. Ừ, bấm đi, bấm phải ra giống anh nhá. Ok chưa nào? Rồi ạ. Ừ, nào. Câu này hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Ok. Thì em chép bài. Không có chép đâu. Tính khác gửi ảnh cho. Vâng. Ok luôn đi. Câu ra là A gồm có 12 phần tử, số tập hợp gồm 5 phần tử của A là bao À, nhiêu? là C5 của 12. Tập hợp A có 12 phần tử cái gì? Vâng. Thì số tập con cái gì? Số tập hợp con gồm có 5 phần tử thì nó là C5 của 12 nhá. Thế thôi. Đấy, lấy máy tính bấm ra thì bấm. Còn không thì cứ để nguyên là được. Câu này ok, ok chưa? Trong mặt phẳng tọa độ XOY Rồi. Rồi. cho các điểm M là 1, 3, N 4, trừ 7, B là trừ 2, 0 Tôi chạy trước. và Mà 13 này. N lấy bao nhiêu? 4, trừ 7. Ừ, đó.
là trừ 20. Ok. Và P thỏa mãn UK bằng tọa độ của vector MN trừ 3 lần MP. Tìm tọa độ của điểm K ấy. Điểm K đúng không? Vâng. Là cái điểm thỏa mãn. Đọc nào, đọc vector đi. Bao nhiêu nào? UK bằng MN trừ 3 MP. Cái này thôi gì? Vâng. MN trừ 3 MP đúng không? Cái này gì? Vâng. Đây mình tính bấm thanh như sau. OK có phải lấy K chữ O không? Vâng. Ừ, K chữ O có phải là lấy K chữ 0 đúng không? Được chưa? Yeah. Ừ. Thực ra bài này ý, để như thế này nó sẽ hơi khó tính. Anh xin phép anh đổi điểm nhá. Được không? Vâng. Bây giờ quy ước này, điểm M chính là điểm A có được không? Vâng. M là điểm A, N là điểm B nhá, được không nào? Nha. Vâng. M là điểm A này. N là điểm B này. P là điểm C cho anh, được chưa? Nhìn máy tính của anh. Vâng. Cho anh chút nhé. Vâng. Rồi. Chơi một tí nữa. Đây. Điểm K em gọi là điểm D cho anh nhé. Em bấm cho anh này. OK, để em bấm là D, D chứ không nhé Huyền. Được không? O là không. Ừ, được chưa? Đó, alpha bằng này. Kịp không? Ô, ô. Yeah. Ừ, nhớ chưa? K nó chính là thằng D nhé, nhớ chưa? Kịp không? K là thằng D. Yeah. D chứ không nhé. Nào, đầu tiên này. MN. MN thì em phải lấy con nào chứ con nào? Lấy con N chứ con M đúng con, không? Con B chứ con A. Chính xác, lấy B chứ con A. Đấy. Nhớ để ngoặc đúng anh nha, không để ngoặc nó sẽ sai ngay đấy. Trừ cho 3 lần mở ngoặc nào. MP nào. MP là lấy con. Con nào chứ con nào? Con C trừ B. Đâu? P. P là phải là con A. À. C chữ A. Đúng rồi. Đấy, đây là C chữ A. Ok chưa? Ok không? Ừ. Bây giờ em bấm shift zone nhé. Vì ở giữa nó có dấu bằng này, nhưng mình phải bấm shift zone. Shift zone. Đó. Nó hỏi D bằng mấy. D là mình đang đi tìm. Đi tìm thì không biết. Em bấm mũi tên xuống dưới, bỏ qua. Rồi, nó hỏi B bằng mấy nhá. Thấy không? B em nhập cho anh là số 4. Nhớ phải nhập đúng điểm nhá. B là 4 này. A là mấy? 1. C là mấy? Chữ 2. Ok, bây giờ bấm mũi tên xuống. Bấm mũi tên xuống. Quay lại vào con D rồi mới được bấm bằng. Máy tính giải D ra này. 12. Đấy. Như vậy cái điểm K tọa độ đầu tiên của nó là 12. Nào, lại bấm shift zone. Bấm shift zone. Shift zone. Nó lại hỏi D đúng không? Nhưng mà D chưa biết. Lại bấm mũi tên xuống sang con B trước, nhập là -7. Nhập là -7. Được chưa? Sang con A nhập là mấy nào? Nhập là 3. À. Ok, sang con C nhập là 0. Rồi, sau đó mình bấm mũi tên xuống và bằng tại con D giúp anh. Bằng tại con D. Bằng. Xong chưa? Mẹ ơi, chứ rồi bạn kiếm sao ấy? Còn mấy cái bài tập về song song trùng nhau với vuông góc anh. Ừ, câu hỏi đi. Cái phương trình tổng quát với cái cứ thoải mái đi. Cứ đọc đề đi, cứ chữa cho.
cho hai đường thẳng delta 1 có phương trình 2x trừ 5y cộng 1 bằng 0. 2x trừ 5y cộng 1 bằng 0. Rồi. Và delta 2 là trừ 2y cộng 7 bằng 0. Trừ 2y cộng 7 bằng 0. Thế này thôi đi. Ok. Sao nữa? Tìm giá trị của n để delta 1 trong sau delta 2. Nhưng mà đây làm gì đã có phần m đâu. Phải là mx chứ. Mx trừ thì may ra mới được chứ. Vâng, chắc là thế. Em hình như biết thiếu thẳng. Đây nó phải là mx này. Trừ 2y cộng 7 bằng 0. Đấy, đúng không? Thì m đúng không? Để d1, để delta 1 xong xong delta 2 gì? Ok không? Thì lập tỷ lệ. Vâng, vâng. Lập tỷ lệ nào. Lập nhanh nhá. Bao nhiêu nào? 2 trên m bằng âm 5 trên âm 2 các 1 trên 7 đúng không? Vâng. Ok, như vậy cái này tương đương nhá. Nào, m nó sẽ bằng 2 nhân âm 2 được bao nhiêu chia âm 5 được không? Anh bảo này. Vâng. Được, anh bảo nhìn kỹ này. Ở đằng sau thì cái này có luôn đúng không nào? Cái mệnh đề này có luôn đúng không? Nhìn vào nửa phía sau anh tô màu vàng thôi. Đúng đúng không? Đúng. Vì 5 phần 2 kiểu gì cũng khác 1 phần 7. Đúng không bị? Đúng không? Chắc chắn khác. Vâng. Cái này thì em không cần phải tính cái này nữa. Thế em chỉ tập trung tính vào cái phần đằng trước này cho anh thôi. Ok không? Thì vâng. Cái này hơi tắt một chút. Em có thể viết nó bớt tắt hơn bằng cách như này nhá. Đây. Em viết nó bớt tắt hơn. Em nhân chéo lên trước đi. Đấy. Thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Là m nhân với âm 5 thì phải bằng 2 nhân với âm 2. Em hiểu không? Vâng. Đấy, nhân chéo lại rồi từ đó em rút xuống thì m có phải là bằng vế phải chia cho âm 5 không? Rồi xong rồi đấy. Xong rồi. Đó. Nó bằng 4 phần 5 nhá. Thế thôi. Thế là bài xong xong. Em hiểu được bài này chưa? Vâng. Còn cái phương trình tổng quát với tham số ấy. Cứ đọc đi. Nhưng mà đấy mua bài ấy, em đang nghĩ ấy. Nếu ví dụ mà phương trình có tổng quát với tham số ấy anh thì làm gì? Thì muốn viết muốn viết một cái phương trình tổng quát đúng không? Muốn viết một cái phương trình tổng quát ấy thì mình phải có hai vector, phải có hai thông số, một là vector gì? Vector n đúng không? Đóng vai trò là phát tuyến đúng không? Vâng. Đúng không? Ok. Và thứ hai là mình phải có điểm đi qua đúng không? Đúng chưa? Điểm đúng không? Đó. Thì ví dụ nhé. Ví dụ này. Nếu mà người ta cho em vector n nhé. Tọa độ là 1, 2. Đúng không? Thế còn điểm đi qua là điểm m nhé. Tọa độ là âm 1, 3. Thì cái viết phương trình tổng quát luôn nhé. Được chưa? Ừ. Thì nó là 1 nhân x cộng 1. Đấy, tức là x trừ đi trừ 1, hiểu không? X trừ đi trừ 1. Đấy, thì nó là cộng 1, hiểu không? Đấy. Cộng với 2 nhân y trừ 3 nhé. Bằng 0. Ok không em? Vâng. Này, em khai triển ra nào. Em khai triển ra. Được bao nhiêu? X cộng 1. Cộng 1. Cộng 2 y trừ 6. Không. Không. Thu gọn đi thì được là x. Cộng 2 y trừ 5 bằng 0. Ok chưa? Đấy, ok nhá. Thế nhưng mà từ cái con này mà ví dụ bây giờ anh muốn viết phương trình tham số thì phải làm sao? Đúng không? Rồi, từ con này anh cần chuyển qua tham số nha. Thì em phải đổi cái vector nào cho anh một chút. Vector nào có phải đang là 1, 2 không nhỉ? Yeah. Em đổi về vector u nào. Đổi chỗ hai thằng và đổi dấu một thằng. Đổi chỗ hai thằng thì có phải là được 2, 1 không? Em thấy ngủ dấu quá. Từ từ nhé. Đổi chỗ hai thằng có phải là 2, 1 không đã? Vâng. Yeah. Đổi dấu một thằng thì có phải là thành âm 1 không? Vâng. Yeah. Ok, rồi, đấy, xong chưa, có hiểu không? Thế là mình đổi chỗ như là mình đổi dấu một cái thằng bất kỳ đó bằng anh. Đúng rồi, đổi chỗ một thằng bất kỳ, thằng đằng trước cũng được hoặc thằng đằng sau cũng được.
Ok không? Vâng. Rồi, bây giờ mình sẽ có phương trình tham số như sau nhé. X bằng y bằng này. Điểm cho vào trước, điểm là bao nhiêu? Âm 1 và 3 vector cho vào sau. Cộng 2t trừ t. Ok. Ok chưa? Ký không? Vâng. Bây giờ anh sẽ có một bài chuyển đổi cho em nhé, ok Vâng. không? Ok, nào. Ví dụ bây giờ anh có một cái bài tập nhỏ này cho em nhé, một cái bài tập này. Cho phương trình nhé. 2x trừ cho 5y cộng 4 bằng 0. À, nào cho phương trình này 2x trừ 5y cộng 4 bằng 0. Em thử chuyển con này về tham số cho anh xem nào. Hãy chuyển cái con này về tham số nào. Chuyển từ con tổng quát về con tham số nào. Có chuyển được không? Thử thôi. Nào, chuyển từ con tổng quát về con tham số. Có nhớ cách chuyển không? Đây là có điểm nha. À, đúng rồi, đầu tiên là phải có điểm đúng không? Thứ hai là phải có vector đúng không? Ừ, thế thì điểm thì làm này cho nó dễ này. Điểm thì làm đây nhá. Em chọn đi, em chọn nha. Mình nhìn kỹ này. Em có thấy ở đây nó có số 2 không? Vâng. Đây nó có số mấy? Số 4 Bốn. nhé. Ừ, đấy thì 2 với 4 là hai cái thằng mà chia hết được cho nhau. Thì anh sẽ chọn y bằng 0. Đó, anh chọn y bằng 0 nhá. Thì cái con này của mình nó trở thành như sau này. 2x cộng 4 bằng 0 có đúng không? Bởi vì anh đã chọn y bằng 0 rồi thì cái chỗ giữa có mất không? Mất đúng không? Ừ, đấy như vậy là từ đây em nhận ra luôn x bằng bao nhiêu? Bằng âm 2 đúng không? Ok, như vậy bộ phận điểm em có chưa nào? Điểm em có được chính là điểm M tọa độ bao nhiêu luôn? Âm Âm 2. hai. Không, đúng chưa? Bây giờ sang vector nhá. Vector này thì đối với cái con phương trình tổng quát này này, cái vector n của nó nhá. Vector n chính là phần hệ số của x y ấy. Là bao nhiêu nào? -5. Ok, em đổi về vector u nào. 52. Đúng rồi. Xong, bây giờ viết phương trình thôi. X bằng y bằng điểm cho vào trước. Vector Trừ cho vào 2. sau. Được chưa? Điểm cho vào trước, vector cho vào sau. Thế là xong rồi. Thế anh vector chỉ phương là gì? Vector chỉ phương là cái gì đúng không? Thì đây, đây là một cái đường thẳng nhé, Nguyễn. Đây là một cái đường thẳng, ok không? Thì vector chỉ phương là cái vector, một là nó nằm song song. Đấy nhá, ok không? Em có thấy cái vector U1 không? Một là nó nằm song song. Hai, nó nằm ở bên trên cái đường đấy luôn, ok không? Đó, ok không? Đấy, thì chỉ phương là cái gì? Chỉ là, chỉ đúng không? Chỉ đường, chỉ hướng cho nó, em hiểu không? Đấy, phương hướng ấy, có hiểu không này không? Được chưa? Thì cái thằng màu xanh này em thấy là thằng màu xanh nó bảo là ở đây bây giờ ông đi ngang thì thằng D em có thấy nó cũng đi ngang không? Đấy đúng không? Đây. Thằng màu xanh nó bắt là ông đi từ bên trái ông đi sang bên phải thì thằng D cũng đi từ bên trái sang bên phải. Đó. Được chưa? Nó chỉ đâu thì ông đi theo đúng cái hướng đấy luôn. Thằng này gọi là thằng chỉ phương nhá. Ok không? Như vậy là vector chỉ phương là cái vector nằm ở vị trí song song hoặc là gì? Trùng đúng không? Song song hoặc là trùng với cái đường thẳng đấy. Ok không? Thế còn thằng pháp tuyến là cái thằng đi như thế nào nào? Đúng không?
Được chưa? Thằng này thằng nào? Ok ông Huyền. À. Ok. Đấy, thì bảo là bây giờ ông đi vuông góc với tôi đi, ông có đi được không? Được không? Đúng không? Ví dụ nhá. Ví dụ vector nào nó nằm như thế này. Đúng không? Thì bây giờ đi vuông góc với nó thì em phải đi như nào? Phải đi thế này đúng không? Phải đi thế này đúng không nhỉ? Chuẩn chưa? Đấy, ok, em hiểu vấn đề không? Được chưa? Phát tuyến là cái thằng vuông góc, chỉ phương là cái thằng đi song song hoặc là trùng. Thế là cái người ta cho phương trình xong rồi tìm một vector chỉ phương của đường thẳng delta đấy. Được, thì đấy cũng giống như cái ví dụ vừa rồi đúng không? Ví dụ nha, nó chỉ có hai dạng chính này thôi được nhá. Ví dụ nhá, trong cho em cái phương trình này. Chờ anh một tí nhé, một phút thôi, nhiều cái bọn nhắn tin quá. Cái đấy Dạ. không 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 cái 6 đi bằng không, ok. Được không? Thì nếu mà cái phương trình này là phương trình ở dạng tổng quát đúng không em? Vâng. Thì sẽ có vector n là bao nhiêu? N2 2x6. Thì đổi về vector u thôi. Bao nhiêu nào? từ 622. 1 là có thể là trừ 622. 2 là gì? Trừ 22 à, 6 âm 22. 6 trừ 22. Ok, đó. Nhưng mà tất nhiên là con này em phải rút gọn đi nhé. Rút gọn bớt đi. Hiểu không? Trên xuống hiểu đây không? Đó. Đây đây là cái kiểu thứ nhất nhé. Một cái kiểu thứ hai người ta cho em ở dạng gì nào? Ở dạng là tham số đúng không? Ví dụ người ta cho em x bằng 2 cộng 3t y bằng trừ 1 đúng không? Đó. Thì lúc này em sẽ sinh ra vector u là bao nhiêu nào? 30. U là 30. Bởi vì cái phần bên dưới em có thấy nó có t không? Không có. Không ạ. Không có thì nó là không, mình hiểu không? À. Em đổi về vector nào thử xem có đổi được không? Nó cũng là được chỗ nhưng mà Không âm 3, được vâng. không? Ok, rút gọn đi nào, rút gọn đi. Là 0, âm 1, đúng không? Hoặc anh viết là 0, 1 có được không Huyền? Ạ. Được, vì sao? Thì anh không đổi dấu một thì đổi dấu số không thì Ừ. không không cũng là không. Đúng rồi, chính xác. Đấy, đúng rồi. Ây da, cũng ghê gớm vậy nhờ. Anh thử xem em có bối rối hay không thôi. Ok, hiểu hiểu chưa? Đấy, thì đấy là hai cái dạng chính. Còn một cái mấy cái dạng nữa, ví dụ như những cái dạng mà nó không phải là hai cái dạng này thì em sẽ quy đổi về dạng này nhé. Ví dụ nếu mà người ta cho em cái phương trình ở cái dạng này thì sao? X trừ 1 trên 2 bằng y trừ 3 trên 5, được không? Thì đây nó không phải là một trong hai cái dạng mà em đã học đúng không? Thì em sẽ nhân chéo lên Huyền, được không? Nhân lên 5 nhân gì nào? X 5 nhân trừ gì? một. Thì bằng 2 nhân y trừ 3 đúng không? Nhân tiếp. À. 5x trừ 5 thì nó bằng 2y trừ 6 đúng không? 6. Chuyển về sang 5x trừ 2y đúng không? Trừ 5 cộng 6 bằng 0 đúng không? Vậy là 5x trừ 2y cộng 1 bằng 0 chưa? Như vậy là vector nào của mình tọa độ bao nhiêu? 5 âm 2. 5 với 2. Đổi về 2 5. Xong chưa? Hiểu Rồi ạ. không? Ok, hoặc là một cái con khác nó cũng không phải là cái dạng mình học nhé. Em hiểu câu này chưa? Hiểu Tôi không? ạ. Ok, nào, một con khác nhé. Nó không phải là dạng mình học, ví dụ x trên 2 cộng y trên 3 bằng 1, được không? Thế con này mình quy đồng thôi. Nào, mẫu thức chung là bao nhiêu? Là 6, đúng không? Sáu. Ok, thế thì con đầu tiên phải nhân 3 hay gì? Đúng không? Là 3x trên 6. sáu. Con này là Hai trên 6. sáu. Bằng 6 trên 6 đúng Không không? Ừ, 1 một. là 6 phần 6. Bỏ hết mẫu đi. Bảy cộng hai. Bằng 6. Chuyển về sang.
3x cộng 2y trừ 6 bằng 0. Ờ, đại cấp ra n đúng không? Hiểu không nào? Vâng. Ừ, ok chưa? Hiểu không? Hiểu không nào? Cũng không có đâu, đúng không? Dễ mà. Ừ. À, còn cái này anh ạ. Ừ, cứ hỏi đi. Ừ, trong hệ trục tọa độ OXY cho vector A 57. Vector A tọa độ 57. À, B là trừ 25. Tính tích vô gương hai vector đây ạ. Ok, tích vô ký hiệu là vector A nhân vector B nhé. Vâng. Thì lấy hoành nhân hoành cộng cung nhân cung. Thế là xong ạ? À? À. Ừ. Đấy, tính đi nào. Bằng bao nhiêu? À, trừ 10 cộng với 35. Ừ. À, bằng dương 25. Ok, sao bị ơi? Thế là mình cộng vào à? Ừ, hoành nhân hoành cộng cung nhân cung. Nhìn phải nhìn vào cái biểu thức ban đầu anh viết thì mới sau mới này. À. Ừ. Ok, không khó đâu, cứ từ từ. Hình như cô cho một câu như em chưa học hay sao? Ừ, câu nào chưa học nhỉ? À, học rồi, học rồi. Ừ, như nào? À, tìm hệ số của x mũ 5 trong khai triển 3x trừ y tất cả mũ 8. 3x trừ y tất cả mũ 8 cái gì? Dạ. Rồi, thì con này có số hạng tổ quát là CK của 8 đúng không? Nhân 3x mũ 8 trừ K có kịp không? À. Nhân với trừ y mũ gì nào? Mũ K đúng không? Chuẩn chưa? Kịp không? Vâng. Ok, bây giờ phải bóc hết hệ số ra. CK của 8 nhân 3 mũ 8 trừ K nhân với âm 1 mũ K có kịp không? Vâng. Rồi, phần biến nhá. Thằng đầu tiên này, x mũ 8 trừ K. Thằng sau, y mũ K. Được chưa? Vâng. Nhìn kỹ nhá, từ từ. Hệ số này, đây là biến này. Rồi, bài này yêu cầu tìm x mũ mấy y mũ mấy em? Tìm mẹ số của x mũ 5. X mũ 5 thôi nhỉ? À. Không có y mũ mấy à? Không à? À, cô bảo tìm hệ số của x mũ 5 trong khai triển 3x trừ y tất cả mũ 8. Ok, rồi yêu cầu bài toán nhé. Yêu cầu bài toán này là x mũ 5 mấy gì? Thì 8 trừ k nó bằng 5. Ok không? 8 trừ k bằng 5, vậy là k bằng mấy? K bằng 3 đúng không? Ờ, kịp không đây? Đúng kịp chưa? Ạ. Vậy là x mũ 5 đúng không? Thì em để ý là cái phần ở bên trên nó phải giống nhau. Đấy. Hiểu không? Hiểu không? Ừ. Vậy là mình có ngay cái phần hệ số nào? Là C 3 nhân với 3 mũ gì đây? 8, 8 trừ 3. Rồi, nhân với âm 1 mũ 3. 3. Để mình tính bấm nào. Bằng trừ 13.608. Ừ, trừ. Ừ, sao? Ừ. Kịp không? Em kịp câu này không? Ơ, ừ, thế là hết rồi anh. Hết rồi. Nhưng mà bài này
quen bạn là làm theo cái nhị thức kia anh, nhưng mà nó bị dài. Ừ đấy, đây là nhị thức Newton rồi gì nữa. Ơ, như thế em nào nó dài đấy mà em liệt kê một đúng luôn mà. Không, bài này em chỉ tập trung vào mục tiêu thôi chứ. Ví dụ nhé, ví dụ như là bài này đúng không? Người ta yêu cầu mình tìm x mũ mấy hả Huyền? X mũ mấy? Năm ạ. Ừ, thì em chỉ tập trung vào cái phần x mũ 5 thôi chứ. Bây giờ mình vào ngồi mình liệt kê hết ra thì có phải là mình phải tính toàn bộ những cái con khác không? Thế trong cái khai triển này có bao nhiêu con? Chính là câu hỏi đầu giờ em hỏi anh ấy. Nhớ không? Tám. 8 đâu mà 8, 9, nhớ chưa? À, cái câu lúc đầu anh. 9 nha, được chưa? Có 9 Vâng. con. Đấy, nhưng bây giờ mình ngồi mình làm 9 con thì có phải là mệt không? Được chưa? Vâng. Mình chỉ tập trung vào cái nào mình cần thôi. Cần thì mình mới dùng chứ, mình làm chứ. Mình hiểu không? Vâng. Ừ, chứ không phải ngồi liệt kê hết đâu. Để em anh nhỉ. Hôm nay đợi anh lâu không? Lâu đúng không? Tại vì tối nay Hơi. hơi hơi à? Thôi, xin lỗi nha. Tại vì là hôm nay mẹ anh cũng định chọn nó xong sớm nhưng mà bài nó dài quá. Anh hôm nay anh giải cái đề thi của Hà Nội đi em, cái đề thi của thành phố Hà Nội của lớp 11 nên nó hơi lâu. Đấy. Anh định là vào sớm để anh em mình ngồi làm nhưng mà xong. Anh định là đến độ 9 giờ 45 là xong rồi mà đến 10 giờ 15 vẫn chưa xong. Thấy chưa? À, câu này đoán lại anh ạ. Trong một hộp bút có 10 cây bút bi đỏ, 3 bút bi xanh, 8 bút đen. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một cây bút trong hộp bút đỏ? Thế là mình chỉ tính trong hộp bút đỏ rồi à? Một bút trong hộp bút đỏ thì là có 10 cách em ơi. Thế này người ta cho bút bi xanh đen làm gì? Chả có ý tưởng gì cả, chả có vấn đề gì đâu nhé. Chọn một bút trong trong cái hộp bút đỏ thì là có 10 cách thôi nhé. C1 của 10 là 10 nhé. Ok không? Chọn bút đỏ của em nó là C1 của 10. Bằng 10 luôn. Nhé. Vâng. Còn bài này nè, cho hai đường thẳng delta 1 là 3x cộng 2y trừ 1 bằng 0. 3x trừ 2y cộng 3x cộng 2y 3x cộng 2y trừ trừ hai 1. bằng 0. À, còn delta 2 là cái phương trình tham số ạ. Đọc đi, cứ đọc đi. Là x bằng 3 trừ t, y bằng 1 trừ cộng 2t. Tìm vectơ trị phương của delta 1 delta 2 và tính Rồi bây giờ u của delta 1 tìm luôn nào. U của delta 1 chưa có đúng không? Thế thì mình phải dẫn một tí đúng không nào? và Nào, tìm trước n của delta 1 bằng bao nhiêu? Đúng rồi, từ đó mới sinh được u bao nhiêu? chỉ 2 trừ 3. N của delta à xin lỗi, cái này là delta 2 là có u luôn. Tham số mà. U điểm ta hại. Phần T ấy Từ 1 với 2. Huyền. Rồi tiếp tục ý A xong. Ý B nào. Tính khoảng cách từ điểm A Điểm A sẽ độ bao nhiêu? là trừ 3, 2 đến delta 1. Điểm điện ta 1. Ok nào. Thay vào luôn nào. Khoảng cách từ A cho đến điện ta 1 thì nó bằng giá trị tuyệt đối nha. Thay vào nào.
Nào anh thay vào em có hiểu ký không? Thay xy vào đấy. Vâng. Được chưa? Dưới mẫu là căn bậc 2 của tổng bình phương hệ số xy trong delta 1 nhé. Vậy 3 chữ bình. bình cộng 2 bình ạ. Đúng rồi, thì em bấm biểu thức đi. Bằng 6 căn 13 trên 13. Ừ, 6 căn 13 đi. Trên 13, ok, đấy. Ok không nha? Đấy là khoảng cách. Còn gì nữa Tính cosine của góc tạo bởi không? delta 1 và delta 2. Ok, cosine của góc tạo bởi delta 1 và delta 2 thì em nhìn này. Cosine IC đúng không? Cosine của góc tạo bởi delta 1 và delta 2 nhá. Thì nó chính là bằng cái này phải thêm tuyệt đối. Trị tuyệt đối cosine của góc hợp bởi u delta 1 và u delta 2. Ok không Huyền? Đó. Nhớ hai vector này phải là hai vector cùng loài nha. Hai con cùng là u, được chưa Huyền ơi? Đó. Thế u delta 1 có chưa? Rồi à. U delta 2 có luôn chưa? Rồi. Rồi, thế thì con này bằng như sau này. Đóng cho anh cái trị tuyệt đối nha, được chưa? Tuyệt đối, ok không? Trên tử thì em lấy cho anh tích vô hướng. Còn nhớ tích vô hướng thì Hình như là ừ. hoành nhân hoành cộng tung nhân tung. Thế là bao nhiêu nào? Cố đây nào. Ừ. Bằng 3 nhân với đâu, nhìn vào cái à khung đâu này à. 2 2 nhân với trừ 1 Đúng rồi, cộng cộng với âm 3 trừ 3 nhân với 2. đúng rồi, dưới mẫu này. Bây giờ dưới mẫu là tính độc lập từng con nha. Con thứ nhất nha. Con thứ nhất là 2 bình cộng cộng với trừ 3 bình nhân nhé. nhân với Nhân tích độ dài đấy. Âm 1 bình cộng 2 cộng bình. 2 bình. Ừ. Rồi, tự dùng máy tính bấm. Đấy, tự dùng máy tính cái này ra là được. Nhớ phải có trị đối nhé, thì bấm shift mở ngoặc nó gọi trị đối ra. Cùng nhé mình nhé. Cố lên. Nha, nhiều cái mũi đủ rồi. Ừ. Bao nhiêu nào? Bằng 8 căn 65 trên 65. Đúng rồi. Ok, hiểu chưa? Đưa nhớ là nghe Quỳnh Huyền nghe này, đưa về cùng loài cho anh nhé. Một là đưa về cùng u, hai là đưa về cùng gì, cùng n, được chưa? Ừ. Trong bài này anh đã chọn cùng u, tức là anh lợi dụng kết quả của IA nhé. Một là đưa về cùng u, hai là đưa về cùng n, và nhớ phải có thêm gì đây, trị tuyệt đối, nhớ Tuyệt chưa? đối. Ừ. Trị tuyệt đối. Con đằng trước không có này, con đằng trước không có, con đằng sau thì phải có nhé. À, nghe. Nếu có một bài toán mà ví dụ là chọn ra bao kiểu bao nhiêu người, ví dụ chọn ra một người đi cái này xong hai người đi cái kia, thế là dùng dùng C đúng A ấy. Dùng xe em ạ. Thế à, thế dùng A này lúc nào ấy, A là phải phải xếp. sắp xếp với ạ. Nó phải vào khi bối cảnh cụ thể thì mới biết là A hay C. Thế cả bài này là một tổ có 7 nam 5 nữ,
có bao nhiêu cách chọn ra hai bạn nam và một nữ. Đấy, để hai nam một nữ gì? Hả? Ừ. Để đi chơi chẳng hạn đúng không? Đi chơi. Ừ. Ok. Thì rất đơn giản thôi. Chọn hai nam thì là C2 của 7. Chọn một nữ là C1 của 5. Thế thôi. À, thế này. Thế này đúng không? Thế ví dụ bài một bài nào dùng A đi anh. Ừ, dùng A đúng không? Bây giờ nhá, vẫn là cái bài này nhưng mà chỉ cần kẹp thêm giả thiết là hai nam được chưa, có một đội trưởng, một đội trưởng, một đội phó, ok không, được không, thì nó sẽ là A2 của 7 nhân C1 của 5. Đấy, sự khác nhau nó chỉ nằm ở chỗ đấy thôi. Là có phân công nhiệm vụ chưa nào? Hai bạn nam ấy. Hai bạn nam có phân công nhiệm vụ chưa? Có rồi đúng không? Nè. Ừ, đấy thế thôi, đúng không? À. Ừ. Có bạn nữ thì không có phân công nhiệm vụ thì nó vẫn là C nhá Huyền. Vâng. Nữ thì nó vẫn là C thôi, chỉ quan tâm thằng nam, nam nó phân công nhiệm vụ đấy. Ok. Ok. Hết rồi, hết rồi ạ. Nhưng mà giờ đói không? Đã. Giờ học xong có đói không? Không ạ, không, không. Không ạ. Không, đừng có đi đâu nhé. Giữ ấm vào, lạnh ấy. À, em đi ăn cơm đi. Ừ, bây giờ bắt đầu đây nhé. Quá. Ừ, ok, có gì Mark ấy cứ bảo anh nhé. Vâng. Ok em.